Cái này đắt không bà? Đắt lắm. Khoảng bao nhiêu tiền ạ? Một bộ mình mấy trăm nghìn đấy. Mấy trăm nghìn, mấy trăm nghìn thì rẻ đúng không? Và bây giờ không phải đâu, mấy triệu nghìn, mấy triệu nghìn, và mấy triệu nghìn đấy. Bây giờ các chị có mặc cái áo này không chị bà? Các chị có. Lô lô chải. Ôi, các cụ mặc áo đẹp lắm. Chào bà. Bà dân tộc Lô Lô đúng không? Bà tên là gì bà? Bà tên là Mùng Chỉu Quấy. Mùng Chỉu Quấy. Có nghĩa là như thế nào bà? Có nghĩa là như thế nào ạ? Có nghĩa gì không? Không biết. Không biết à? Bà bao nhiêu tuổi rồi? 80 tuổi. 80 tuổi mà khỏe này. Bà có đi làm lương không bà? Con là đâu, con là đứa đâu. Áo này nâu chưa bà? Áo này nằm lâu chưa? Là đây á. Áo này, cái áo của bà ấy. Áo này này là lâu rồi. À, bà làm à? Hay mua? Cái này các cháu là cho. Các cháu làm cho. Cái này đắt không bà? Đắt lắm. Khoảng bao nhiêu tiền ạ? Một bộ mình mấy trăm nghìn đấy. Mấy trăm nghìn, mấy trăm nghìn thì rẻ đúng không? Và bây giờ không phải đâu. Mấy triệu nghìn, và mấy triệu nghìn đấy. Bây giờ các chị có mặc cái áo này không chị bà? Các chị có, các mà chị trẻ vẫn mặc. Và ở đây khách du lịch đến nhiều không bà? Có nhiều khách nước ngoài không? Nước ngoài nhiều mà. Chị... nước ngoài nhiều mà, nước ngoài luôn đi. Thế người ta nói bà có hiểu không? Không, bà không hiểu luôn. Chào bà nhá, bà khỏe quá. Vâng. Và... ở xóm mình đây có rộng không bà? Đây gọi là bản của bà. Đây vừa là bản hay là xóm á? Ừ, xóm rồi. Có bao nhiêu nhà bà? 200 hộ đấy. 200 hộ cơ. Toàn người Lô Lô đó. Vâng. Và ở đây các bé đi học xa không bà? Đi học dưới vị ban mà. Đi dưới học vị ban á, cách đây xa không? Không. Cách đây xa không ạ? Chào em. Nhà ta nhìn ạ. Ồ, thế là con kia. Nhà bà nhà đây. Nhà bà đây ạ. Cháu vào xem nhà bà một tí được không? Vâng. Nhà này làm lâu chưa bà? Nhà này lâu rồi. Nhà cũ mà. Nhà cũ nhưng mà cũ mới là quý đúng không? Cũ là xử lý lệ gì đấy. Nhà bà làm hay là các cụ ngày xưa làm ạ? Các cụ ngày xưa làm là bây giờ là xử mới lại gì đấy. Sửa mới lại ạ? Bà sửa hay là các con sửa? Các cháu sửa. À, đây cũng bán cà phê ạ. Ừ. Và ở đây tối. Ở đây. Tối ở nhà bà đây có cho ngủ không? Có ngủ nhà, cái này là nhà bà đầu tư cho mà. Nhà bà đầu tư nhưng mà tối bà có cho khách ngủ đây không? Không. Không à? Tối là nhà khách ở dưới này. À, nhà khách ở nhà cộng đồng à? Ừ. Và ở đây là nhà. Và uống cà phê thôi. Và bà cũng biết pha cà phê à? Vâng. Ê, bà giỏi thế. Còn cái này là vâng. Ông này về Hà Nội về dạy mà. Hà Nội về à, người Hà Nội về dạy ạ? Ừ. Và dạy con dâu đấy. Người Hà Nội tốt không bà? Ừ? Người Hà Nội tốt không ạ? Tốt chứ. Tốt ạ. Và thế các con bà đi đâu hết rồi ạ? À, bà không có con bà ở với cháu. À, ở cháu ạ. Cháu đi làm hết rồi ạ, làm lương ạ. Là quán bia kia có một quán bia kia cháu có hai. Vâng. Thế là một đứa anh đi giúp đi cái quán. À. Sau này khổ người ta là nhà. Vâng. Nhà chính tường thì dày không bà ấy? Nhà đây là chính tường đúng không ạ? Vâng, chính tường mà. Dày nhỉ? Cái này mấy chục năm rồi bà? Ừ, 200 năm rồi đấy. 200 năm rồi ạ? Ừ. Ôi dồi ôi. Nhà đẹp thế, quý nhỉ? Nhà là quý chắc của chứ rồi mà. Vâng, thế nhà này nhà giàu với bà nhỉ? Phải nhà giàu ạ. Ừ. Ngày xưa phải giàu mới làm nhà này chứ đúng không? Ngày
ngày xưa có con giỏ mấy đâu. Thế à? Ui dồi, 200 năm rồi các ạ. 200 năm là cả cái đất này hay là cái đất mà trình tường này hay là chỉ có cái gỗ thôi ạ? À, gỗ với đất này. À. Với cái này chú là cái này che dành này. À. Cũng hay. Thì cá dành thì che. Sau là cái vàng. Sau mà các chó lớn mới là lấy cái này thì vàng. Gỗ thì che. Vàng. Đẹp quá. Đây là con bên này cũng là anh em nhà bạn. Bên này có chú. Chú ạ, chú em ạ. Vâng. Vâng. Chú em bây giờ nó ốm đấy. Vâng. Ở đây các bạn là chỉ khách du lịch là chính thôi nhỉ? Không đi làm nương mấy đúng không ạ? Không đi làm nương. Vâng. Cho cháu xem cái bờ tường bếp cho bà nhé. Vâng. Cái này không, cái này cái xin này. Ờ, làm lâu chưa bà? Cái này 3 năm. 3 năm ạ. Xếp đá giỏi thế nhở? Cháu chào bà nhá. Vâng.